Chúng ta hay được khuyên là bán cái mà người khác cần, chứ đừng có bán cái mà mình có. Đúng là phải như vậy. Nhưng mà thực ra thì chúng ta cũng phải xét những yếu tố là cái lõi như thế nào, và đồng thời là chúng ta có yêu thích những khả năng này một cách lâu dài bền bỉ hay không. Nên ví dụ như chẳng hạn những thị trường ca hát là một thị trường rất là lớn được mọi người đón nhận, mọi người ai cũng biết như vậy, nhưng mà chúng ta không có khả năng ca hát, và đồng thời chúng ta cũng không có yêu thích là ca hát hết năm này qua năm kia, thế thì chúng ta phải bỏ ngay. Vì rõ ràng là như vậy là cái lõi chúng ta không có, và đồng thời là chúng ta cũng không có niềm đam mê với cái khả năng đó. Nên đầu tiên là chúng ta cũng phải nghĩ những cái chuyện mà chúng ta khả năng như thế nào, và cái khả năng nó có gì đặc biệt hay không. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là chúng ta phải nghĩ đến cái chuyện là mọi người đang muốn cái gì, mọi người cần cái gì, thì chúng ta sẽ phải tìm được cái khả năng lõi của mình với cái khả năng cung cấp cái mà thị trường cần. Và điều thứ ba chúng ta cần chú ý đến là làm thế nào để đạt được cái điều chúng ta mong muốn nhắm đến. Ví dụ như chúng ta có mục tiêu, chúng ta sẽ mở một cái quán trà sữa chẳng hạn, nhưng mà trà sữa trên thị trường nó rất là nhiều mà nó nhan nhản khắp nơi rồi, cái điểm dị biệt là đâu, điểm khác biệt của chúng ta để cho mọi người đến với quán chúng ta là gì? Thì chúng ta phải dựa trên nhiều cái yếu tố, cũng có thể là những yếu tố về sản phẩm có cái mùi vị đặc biệt hay không, hay là chúng ta có thể kết hợp sức khỏe chẳng hạn, như là có thêm collagen, hay là có khả năng đặc biệt về hệ thống phân phối, hay là cái hệ thống quảng cáo chúng ta có sự khác biệt không. Thì tất cả những cái điều đó chúng ta cần cân nhắc để có sự đặc biệt, để làm sao tiếp cận được với người tiêu dùng, chúng ta giữ được cái vị thế. Mà có thể kể một câu chuyện, một cái công ty pizza mà khi mà họ đem cái sản phẩm qua Ấn Độ, thì lúc đó họ có đi khảo sát thị trường, thì mọi người được thấy rằng là cái pizza họ làm chẳng khác gì pizza ngoài đường, cũng ngon như vậy, như vậy họ chẳng có cái gì khác biệt cả. Và cuối cùng họ có một cái chiến lược, đó là hệ thống phân phối, bằng cách là họ cam kết rằng bạn cứ order pizza của họ không quá 30 phút, pizza sẽ đến ngay trước cửa nhà bạn. Và nếu như hơn 30 phút thì bạn sẽ được bữa ăn miễn phí hoàn toàn, chúng tôi trả lại tiền cho bạn 100%. Thì nghĩa là họ đã có một cái cam kết, và họ đã vận hành một cái tổ chức của họ theo đúng cái cam kết như vậy. Và chỉ một cái chiến lược như vậy thôi, lúc đó là mọi người cũng bắt đầu order. Và chính người bạn của Mai cũng order, cũng kể cho Mai câu chuyện đó, và pizza đến tay họ là hơn 30 phút hoặc 35, 37 phút gì đấy. Và bữa đó họ được bữa ăn pizza hoàn toàn miễn phí. Và cuối cùng là mọi người chia sẻ cái thông tin này, đó để cho thấy được rằng là đôi khi chúng ta chỉ cần có những sự dị biệt trong nhiều cái dị biệt khác nhau. Có thể là hệ thống phân phối, có thể là cách quảng cáo, có thể là sản phẩm, có thể là giá cả, thì vẫn có được một cái sức hút đối với thị trường.